Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Vâng, hôm nay tôi sẽ review cho bạn xem một chiếc camera Insta 360 Go 2. Go 2 là phiên bản mới của năm 2021 so với lại con Go 1 của năm ngoái. Vâng, đây. Đấy, đây là con Go 2 đây các bạn ạ. À. Nhìn nó giống như là một cái iPod, tại vì nó có cái nóc sạc ở bên ngoài. Đó. Thì giá cả của con camera này là 7,7 triệu. Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là cái thương hiệu Insta này thật sự đã nổi tiếng chưa và chất lượng của nó ra sao mà giá của nó lại cao như vậy. Chất lượng video và cái khả năng của nó có thật sự xứng đáng với lại cái số tiền 7,7 triệu hay không? Tại vì với số tiền đó mình có thể mua một con GoPro 7 mới keng đập hộp đầy đủ phụ kiện, hoặc một con GoPro 8 mới, và thậm chí là bạn có thể săn được một con GoPro 9 đã xài lướt qua rồi. Vậy thì tại sao tôi lại mua con này và các bạn đó, cũng sẽ mua con này? Vâng, đây, con này nó được tích hợp sẵn một cái lỗ tiêu chuẩn 1/4 để lắp vào gậy tự sướng hoặc là chân máy 3 càng chai bót. Đó, mình mở máy lên. Ok, đó, nó sẽ là như thế này. Cái máy của nó thì chỉ có bằng ngón tay cái thôi. Đây, máy thì chỉ có nhiêu đây thôi các bạn. Đó. Đó, bằng ngón tay cái của mình thôi. Mà giá của nó là 7,7 triệu. Vậy ở video này chúng ta cùng phân tích xem có đáng để đầu tư một con này hay không, hay là nên mua một con GoPro 789 truyền thống để sử dụng. Các bạn thể gắm vào chân ba càng ha, hoặc là tháo ra. Khi mình tháo ra thì đây sẽ là một cái remote để điều khiển con này. Đó, set up thông số qua màn hình này và dùng remote để điều khiển từ xa. Còn khi sạc thì mình bỏ vào đây. Đấy, đèn đỏ là sẽ báo sạc. Trước khi đi vào vấn đề về quay video thì tôi muốn nói rõ với các bạn là con Go 2 này nó khác cái dòng GoPro ở cái điểm chính là cái gì. Điểm chính là con này nó quay một cái khung hình vuông, chứ không phải rằng là khung hình ngang như là những cái máy quay bình thường. Những cái máy quay bình thường là mình sẽ quay 16:9 hoặc là 4:3 bình thường. Còn con này á, là cái file gốc ở trong máy này. Máy này nó không có dùng thẻ nhớ mà nó có bộ nhớ trong của nó là 32GB. Và khi quay thì cái file gốc MP4 của nó là nó hình vuông, hay chính xác hơn là một cái hình tròn. Nó tròn bằng với cái lens của ống kính luôn, nó hình tròn. Cho nên ở khung hình tròn á, thì sau này á, khi mình edit á, mình sẽ dễ dàng, mình sẽ có được hình ngang hoặc hình đứng. Đây, cái hình của nó, hình gốc của nó sẽ là như thế này. Các bạn nhìn lên trên máy tính. Đây, hình gốc của nó là hình tròn này. Ok, cái file gốc MP4 của nó là như thế này. Đó, tôi play cho bạn xem. Một cái file hình vuông và có hình ảnh bên trong, một cái hình tròn nội tiếp ở bên trong. Đấy, nó là sẽ như thế này. Một cái video như thế này. Đó, hình tròn, nó rất là đặc biệt. Nó khác với lại những bất cứ một cái dòng máy quay nào khác. Đấy, video. Đây là một cái video chưa chống rung. Cho nên là nó rất là rung. Đấy, thì sau khi mà cái hình quay được như thế này xong thì các bạn thể dễ dàng edit ở trên điện thoại hoặc máy tính. Lúc này á, đưa vào app thì nó sẽ dễ dàng, nó xử lý, nó vuốt bốn cái góc này ra. Đó, vuốt bốn góc ra cho nó tràn hình ảnh ra, cho nó tràn ra thành hình vuông. Và khi đó nếu các bạn sử dụng 16:9 thì nó sẽ cắt lại thành cái hình như thế này cho các bạn xem. Đấy, các bạn sẽ có cái video 16:9 như thế này.
Còn nếu các bạn thích chơi story hoặc là TikTok đó, thì các bạn sẽ sử dụng khung hình 9:16, khung hình đứng đó, thì phần mềm nó sẽ tự động cắt ra như thế này cho mình đó. Còn nếu nhiều người thích chơi Instagram đó, thì mình sẽ có khung hình vuông đó, rất là đặc biệt. Tại vì với những cái mục, với cái khung hình tròn như thế này thì khi mà mình rốt, mình cắt, app nó sử dụng thì nó sẽ không bị mất thông tin nhiều so với lại những cái ảnh bình thường. Những cái video bình thường mình đã quay ngang rồi thì không thể nào thành đứng được, mà quay đứng rồi thì không thể nào thành ngang được, trừ khi mình cắt nó nhỏ xíu lại. Ok, bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh chi tiết những cái menu, những cái lệnh mà có của trong con này đó, để các bạn cùng xem. Vâng, ngay bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem con Insta 360 Go 2 này. Đó. Ở đây trước mặt mình là có cổng Type-C và cái lỗ 1/4 để lắp gậy. Và đây là micro. Ở phía này là mình sẽ có cái chân để mở ra để làm chân ba càng. Để làm chân ba càng để đứng. Đó, khi mình mở ra như thế này. Đấy, thì đây sẽ là cái chân ba càng để mình tự nó đứng trên bàn được. Đó, thì ở video này xin phép các bạn là tôi sẽ quay ở cái tỷ lệ khung hình là 9:16, tức là khung hình đứng, để cho nó phù hợp với con máy này. Nếu mà mình quay khung hình ngang thì nó thừa thãi hai bên nhiều quá. Và lát nữa mình vô cái app thì cái app của nó cũng là giao diện đứng, cho nên là các bạn sẽ coi video này ở khung hình đứng. Đấy, sau khi mở máy lên thì nó ở trên đây. Khi sử dụng, mình có hai cách sử dụng. Một là lấy ra ngoài để dùng. Hai là bỏ vào dock. Lấy ra ngoài dùng á, thì các bạn bấm một cái là nó sẽ quay phim. Đó, và nó chớp đèn như thế này. Bấm một cái là nó dừng. Tức là mình có thể sử dụng ngay khi máy đang ở chế độ, gọi là chế độ tắt máy đấy. Hoặc là bấm hai cái, bấm đúp hai cái thì nó sẽ là chụp ảnh. Mình cho vào đây đi. Đó, khi vào đây đèn đỏ lên chứng tỏ rằng là nó đang sạc pin các bạn. Đèn đỏ là sạc pin nhé các bạn. Đó, ở đằng sau này nó cũng có đèn đỏ này. Đằng sau này là đèn xanh. Đó. Khi mà pin đầy ở trong dock thì đây sẽ là màu xanh. Và khi các bạn cắm sạc ở đây Type-C thì ở đây nó sẽ là đèn đỏ để báo là đang sạc. Đây. Khi mình vừa mở máy ra, giờ tôi đóng máy lại này. Mình mở máy ra để sử dụng thì nó báo đang sạc, và nó báo rằng là bấm một cái nút để mà connect. Ok, bấm nha, bấm nút phím nào cũng được, bấm là connect giữa cái dock này và cái con camera này. Các bạn lưu ý rằng là đèn này đỏ thì nó mới sạc nhé, chứ không phải là mình cứ cho vào dock là nó sạc. Nhiều bạn lầm tưởng rằng là cứ cho vào dock là nó sạc, nhưng không phải. À, tôi cho màn hình tối là một chút, nó hơi bị chói. Khi mà mình cho vào dock thì đúng rằng là nó có tiếp xúc thật. Đây, đằng sau này cái dock sạc đây, nó chấu sạc này, nó có tiếp xúc thật. Nhưng nó không có sạc nha. Nó không sạc. Như vậy là sạc này. Tức là khi máy không có kết nối thì nó sạc. Còn bây giờ mình bấm một phím để kết nối giữa dock và camera. Đó, thì đèn xanh tức là không sạc. Điều đó có nghĩa rằng là khi bạn sử dụng, pin nó sẽ tiêu thụ ở trong này, chứ không phải là tiêu thụ của cái dock này. Đó, và thời lượng pin của con này tôi sử dụng là quay liên tục được khoảng độ 15 đến 20 phút cho cái máy này. Và cái dock này mình có thể sạc nhồi cho nó, có thể sạc cho nó được khoảng 3 lần nữa, tức là tương đương với lại khoảng độ 1 tiếng rưỡi ấy, nếu mà mình sử dụng vừa sạc. Ok, mình bên trái là nút record, bên phải là mode, chế độ chọn mode. Đó, đây là mode chụp ảnh này.
chụp ảnh này, raw video, time shift là tua nhanh thời gian đó, time lapse, HDR video, có thể phải bấm nhanh bấm chậm là nó tưởng mình chọn chế độ đó các bạn. Đó. Slow motion, setting video, photo, raw video, time shift, time lapse, HDR video phải bấm nhanh, slow motion, setting đấy. Và khi mà các bạn đứng như vậy thì các bạn nhìn thấy ở bên trái, chắc phải cho tối lại một tí nữa, nó bị chói quá không nhìn thấy. Đấy, các bạn nhìn thấy cục pin bên trái này, là pin nó có 3 vạch á, là nó báo pin của cái đốc này. Đó, cái đốc này đang đầy pin 3 vạch. Còn bên phải có số 100% này, và có hình cái máy quay này. Đó, cái hình máy quay này nó đang báo 100, tức là pin ở trong này đang là 100% của cái cục camera, và pin này 3 vạch là cũng là 100% của cái đốc này. Đó, cách đó là cách quay pin. Rồi, nếu mà cần nhu cầu gì thì mình chọn chế độ đó. Ví dụ bây giờ mình chọn video thường thì mình bấm vào đây, đấy, nó sẽ record, nó quay. Khi quay đếm giờ cho mình và đèn trên đây sẽ chớp. Các bạn nhớ cái đèn chớp này nha, tại vì khi mình dùng, nhiều khi mình không có sử dụng đốc, mình xài trực tiếp ở trên đây. Đó, thì đèn chớp như vậy là quay video này. Bấm là dừng. Rồi, chuyển qua chế độ chụp ảnh. Đó, thì bấm ở trên remote này một cái là chụp ảnh. Đấy, nó vừa mới báo là shooting và selfie. Rồi, chế độ raw video. Raw video là chế độ quay chuyên nghiệp. Nó báo dung lượng thẻ nhớ còn lại là 22GB. Đó, và góc quay đang là góc wide và tỷ lệ là 16:9, và quay ở chế độ kích thước là 1440 pixel, tức là 2K rưỡi và 30 frame giây. Đây là những chế độ các bạn ha. Rồi mình sẽ vào phần setting. Ok, setting mình bấm ok ở bên đây. Thì setting cái gì? Setting thì mình sẽ có bấm bên phải. Rồi, đây á là micro chống ồn. Đó, mình sẽ bật lên on off, tức là mình có sử dụng có gió hay không. No wind này. Nếu môi trường có gió thì mình bật lên, còn nếu không có gió thì mình để no wind. Còn bình thường thì mình để ô tô. Rồi, ở đây là cái hiệu ứng mà nó chớp đèn ấy. Khi mà hình các bạn bị sọc á, với ánh đèn huỳnh quang á, thì mình sẽ chọn đó. Thì hầu hết camera nào đều có ô tô hoặc 50Hz hoặc là 60Hz. Tiếp theo là thời gian tắt máy 120 giây, tức là sau 2 phút máy sẽ tự động tắt. Đây là mã hóa video 264. Và bitrate, mình sẽ có 2 chế độ bitrate. Một là 2 bitrate, và cái thứ hai là standard bitrate, tức là các bạn muốn file nó dung lượng nhẹ thì chọn standard, còn nếu mà muốn chọn chất lượng cao hơn là 2 bitrate. Là nó sẽ cho mình một cái video có độ nén là khoảng 75.000 đó bit trên giây. Mình thường để 2. Và đây là cái đèn on off. Đó, mình tắt đèn này. Mình không muốn sử dụng cái đèn này trong trường hợp đặc biệt. Bật đèn lên, đằng sau lưng này cũng vậy. Tắt đèn, mở đèn. Đó, tùy theo nhu cầu của mình có thể tắt mở ha. Rồi đây là khóa bàn phím này, đây có cái nút này. Khóa bàn phím bình thường á là mình bấm đây nó sẽ chụp hình. Bấm một cái nó quay phim, bấm hai cái chụp hình. Nhưng mà nhiều khi mình không muốn sử dụng cái nút này thì mình sẽ khóa nó lại. Ok, khóa lại. Thì khi mình bấm vào đây này, bấm ở trên đây nó sẽ không có tác dụng gì hết. Mình chỉ sử dụng trên app hoặc là trên cái remote này thôi.
không sử dụng trên đây, lỡ mình đụng tay phải. Và thông thường thì mình có dùng, cho nên mình bật nó lên. Rồi bên dưới đây là ngôn ngữ, và đây là wifi, mở hay tắt. Thì on hoặc off này, on hoặc là ô tô, thì thông thường tôi để ô tô. Rồi bên dưới là format bộ nhớ, và reset lại tất cả những cài đặt. Và đây là firmware. Đó, firmware của nó. Đó, version đây. Đó, serial number. Rồi, đi ra ngoài. Rồi, mình bấm vào cái setting nha. Ok. Thì mình sẽ setting đầu tiên là video. Video. Đây, video. Hoặc là photo, bấm nút đỏ ha. Hoặc là raw video, đó mình setting cho cái nào. Time shift hoặc là time lapse. HDR video, slow motion. Đó, thì mình chọn cái nào. Ví dụ mình chọn cái video này đi, thì bấm xuống đây. Tỷ lệ khung hình. Tỷ lệ khung hình là bao nhiêu? 16:9 hay 9:16? Đấy. Rồi độ phân giải video 1080p hay là 1440, 3 frame giây hay là 50 frame giây, 24 frame giây, 25 frame giây. Đó, tôi thường dùng 3 frame giây. Và tiếp theo là góc nhìn, góc siêu rộng, ultra wide, góc linear thì nó sẽ hình nó thẳng tắp hơn và góc sẽ hẹp hơn. Góc narrow là nó sẽ vuốt cho tòa nhà và cây cối nó ngay thẳng lại, không có bị cong, từ chân trời không bị cong. Đó, và ultra wide, thường tôi hay sử dụng ultra wide là góc rộng nhất. Và mốt màu, ở đây mốt màu Civic, Vivid là mốt màu đã được nút màu sẵn, tươi đẹp hoặc là standard. Thì standard này thì màu của nó không được tươi, tôi thích sử dụng màu Vivid này, màu rất là tươi đẹp, mình không cần phải chỉnh gì thêm. Còn các bạn chuyên nghiệp thì có thể chọn màu lốc, màu nó sẽ bợt bợt nhạt nhạt, tuy nhiên nó chứa đựng nhiều thông tin hơn, và khi đó mình nó sẽ dễ dàng hậu kỳ. Nếu bạn pro thì chọn lốc đó, còn bình thường thích tươi đẹp thì chọn Vivid. Tiếp theo là thời gian quay đó, con này nó có thể cho quay 15 giây tự tắt, 30 giây tự tắt, 1 phút tự tắt, 5 phút tự tắt, 10 phút tự tắt, tức là cái clip dài tối đa đó 15 phút và tối đa là 30 phút. Đấy, thì các bạn thấy rằng nó có chữ FPV kế bên này các bạn. Tức là ở những cái mode mà quay 30 phút á, hoặc là 15 phút á, thì máy rất là nóng, cho nên nó khuyến cáo rằng là chỉ nên gắn trên những con drone để bay hoặc là gắn trên xe máy, tại vì nó cần phải giải nhiệt. Còn nếu mà quay trong nhà, máy mà không có chuyển động á, thì không nên sử dụng quay ở chế độ 15 phút và 30 phút. Ô tô mình có hẹn giờ này, đó, on off, bao nhiêu giây thì tự động chụp, 3 giây, 5 giây, 10 giây, và chụp chế độ RAW, chuyên nghiệp. Các bạn nào chụp ảnh thì biết rằng là chụp RAW là gì rồi. Đó, on hoặc off. Rồi quay trở ra. Video, rồi tới photo, rồi tới RAW video. RAW video thì nó cũng tương tự. 16:9, 9:16. Khung hình 30 frame giây, ultra wide, góc rộng, mốt màu. Đó, 30 phút. Ở chế độ RAW video này thì chỉ cần các bạn chọn 15 phút thôi là nó đã có chữ FPV rồi. Tức là khuyến cáo là chỉ nên gắn trên xe máy hoặc là drone nha các bạn, nó nóng lắm. Rồi, time lapse, đó các bạn cũng sẽ chỉnh thông số tương tự ở dưới đây. Đó, các bạn nào chơi thì biết. HDR, slow motion. Slow motion là có thể cũng chọn, nó chỉ quay được 1080 thôi. Và 120 giây, góc nhìn
bao nhiêu cỡ góc nhìn rộng hay hẹp, mốt màu vân vân, thời gian tối đa 10 phút. Ok, đó là những cái vấn đề về setting. Tổng cộng có 3 cách. Một là mình sẽ gắn vào dock như thế này, và mình đây sẽ là cái điều khiển. Thì nó có nằm ở trên đây hay nó nằm ở ngoài đây thì nó như nhau nhé các bạn. Nằm ngoài nằm trong là như nhau nha, không có sự khác biệt đâu. Chỉ trừ khi các bạn tắt máy thì nó mới sạc thôi, còn bỏ vào thì nó vẫn là bình thường. Đấy, sau khi kết nối này mình có thể bấm quay ở bên đây, bên tay trái nha, bấm quay. Đó, đều là điều khiển remote, khoảng cách của nó có thể xa được khoảng độ 10 mét, bấm dừng. Đấy, còn nếu mà mình bấm bên đây thì mình bấm ở đây có cái nút này, nút nó âm ở dưới đó, mình bấm cái thì nó cũng quay đó, và cứ chớp đèn, bấm cái dừng. Và con này có rung các bạn à, có rung nha. Khi mà mình bấm một cái á, thì nó sẽ rung một cái là báo cho mình biết là mình đang quay phim. Bấm một cái nó dừng, nó cũng rung. Còn nếu chụp ảnh thì mình bấm hai cái này, 1, 2 thì nó rung hai cái đó, để nó báo cho mình biết rằng là nó phản hồi cho biết rằng mình đang chụp ảnh hai cái. Như vậy là con này có thể chụp ảnh ở hai chế độ, một là khi đang sáng đèn này, đang mở máy, hoặc khi đã tắt, mình bấm giữ cái này để tắt. Đây, bấm giữ đây, tắt máy này. Đấy, khi tắt máy này. Khi tắt máy mình vẫn có thể chụp ảnh được. Bấm hai cái để chụp. Đương nhiên là nó sẽ chậm hơn một chút. Đó. Hoặc là bấm một cái để quay này. Đó, tóm lại là mình có thể sử dụng hai kiểu. Một kiểu là máy đang mở, và một kiểu là máy đã tắt, đều sử dụng được. Hoặc là sử dụng remote này. Và ba là sử dụng app điện thoại. Ok, bây giờ tôi sẽ mở app điện thoại lên cho các bạn xem. Mở vào. Đèn đỏ là sạc nhé các bạn. Nên nhớ rằng lúc này á là không có kết nối trên đây với đây thì nó mới sạc nha. Còn nếu mà có kết nối này thì đèn này sáng lên, tức là không sạc. Ok, mình bấm đây một cái để mình xem này. Đấy, như vậy là không có sạc. Đèn xanh là không có sạc, phải tắt đi. Tắt cái máy này đi. Bấm giữ để tắt ở đây. Đó, thì nó sẽ sạc pin. Rồi mình đóng máy lại nghỉ. Ok, đầu tiên là các bạn cài cái app Insta 360 này và mở máy lên, mở app lên. Và bên dưới đây mình sẽ chọn vào cái nút Wi-Fi để kết nối. Đó, và mình chọn IG. Và các bạn nhớ mở Bluetooth và Wi-Fi lên nha. Hai cái Bluetooth và Wi-Fi lên. Đó, nó sẽ tự động dò Bluetooth để nó tìm thấy cái máy của mình ở gần đấy không, có đúng cái máy của mình không. Sau đó nó tự động kết nối Wi-Fi và tự động bắt luôn, nó không có nhập bắt buộc gì cả vào trong cái camera của mình. Đó, thời gian này có thể hơi lâu một tí xíu. Các bạn chờ, ok, đã còn nách rồi. Đó, bấm đồng ý. Ok, đã có hình ảnh rồi. Đây, cái camera tôi để kế bên đấy các bạn. Hello, chào các bạn. Đấy, thì cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy camera nó truyền về Wi-Fi đây á thì khá là mượt. Tuy nhiên, nó vẫn có độ trễ. Đưa lên. Đó, nó trễ, nó cũng hơi trễ một chút. Rồi, về giao diện này thì các bạn nhìn thấy là ở đây, ở góc này là mình sẽ chọn những cái chế độ quay. Đó, các bạn sẽ thấy là mình sẽ có quay video bình thường, và có Pro Video, có HDR, quay video HDR, có Timelapse, kéo qua mình sẽ có Timeshift là tua nhanh thời gian, và Slow Motion, hình con rùa.
thì ở chế độ quay video bình thường này nè, đây là chế độ quay video bình thường, thì nó giống như những cái máy quay bình thường. Khi mình đưa lên mình quay này, mình nghiêng qua phải thì nó nghiêng theo, mình nghiêng qua trái thì nó nghiêng theo, giống như là những cái máy quay bình thường các bạn ha. Đó. Nhưng mà nếu như mình quay ở cái Pro Video á, cái kế bên, cái Pro Video kế bên đây, đây cái màu vàng này, thì lúc này cái tay của bạn quay á, cái máy á, có nghiêng qua phải, nghiêng qua trái thì đường chân trời nó vẫn khóa luôn. Đó. Cho nên rằng là khi mà mình quay, mình muốn đường chân trời nằm ngang thì chọn Pro Video. Nó sẽ cố định luôn như thế này, cố định luôn, nó không có bị nghiêng đường chân trời. Thì để nói rõ lại là khi các bạn quay video á, thì nó sẽ ra cái video, ví dụ mình chọn 16:9 này hoặc 9:16 này, thì mình chọn như thế nào thì kết quả mình nhận được sẽ là như thế, giống như là những máy quay khác hoặc là giống như Pro Pro, và mình không còn edit được nữa. Tức là không còn xoay, không còn để video đứng, đi ngang và vuông được nữa, mà nó sẽ là video chuẩn bình thường. Thì như vậy nó không thú vị. Và các bạn nên sử dụng cái chế độ Pro Video. Đó. Thì ở chế độ Pro Video này á, cho dù ở đây cái view nhìn của bạn là đứng hay ngang thì không quan trọng, nó vẫn quay hình vuông giống như ban nãy tôi nói đó, nó quay một cái video tròn vuông, và sau đó phần mềm nó sẽ tự kéo giãn ra thành vuông, và sau đó mình edit, mình sẽ chọn được không hình ngang hoặc không hình đứng hoặc không hình vuông, rất là thú vị, và có thể on off chống rung được luôn. Đó, on off chống rung và on off khóa đường chân trời. Nếu các bạn chơi hip hop, chơi chạy nhảy cần những đoạn nghiêng ngả đó, thì mình có thể khóa lại để nó có nghiêng hoặc là không nghiêng. Rồi, ở chế độ khung hình Pro Video mình sẽ có 1080 và 1440. Tỷ lệ khung hình mình sẽ có 30 hoặc 50 frame giây. Nếu các bạn muốn mượt mà, máy tính của mạnh thì chọn 50 frame giây, còn bình thường máy tính yếu thì chọn 3 frame giây. Đó, tỷ lệ khung hình nha. Rồi, cái thú vị nữa là cái góc nhìn. Ở đây mình sẽ có 4 góc nhìn. Góc nhìn này là góc nhìn wide, siêu rộng, và góc nhìn action là nó sẽ tạo hơn, gọi là nó hút hơn, nó kéo giãn ở trên bẹp xuống và giãn hai bên, nó tạo độ hút, độ sâu hơn. Đó, các bạn nhìn này, action này để quay những cảnh hành động, còn wide này, còn linear. Đó, thì những cái đường thẳng á, tòa nhà, cây cối á, nó sẽ ngay lại, nó không có bị cong. Đó, và narrow thì nó sẽ lấy cận cảnh hơn, nó không làm hình của mặt của mình biến dạng. Đó, cái mặt của mình nó gọi là cái khung hình nó vừa phải á, nó không có bị quá to hoặc là quá bẹt ra. Đó, còn nếu như mình để wide này thì mình đưa cái mặt mình vào, đó, nó sẽ phù cái mặt mình to ra. Còn ở góc này hẹp hơn để quay cinematic, những cái đoạn mà mình cần quay cận cảnh ấy. Đó, có 4 góc nhìn. Rồi, thời gian quay đây, nếu mình đi đường mình quay, mình để chọn 15-30 giây nó tự tắt. Rồi, mốt màu, đó, color vivid hoặc là lock. Đó, lock thì nó sẽ bạc như thế này, tuy nhiên cái thông tin của nó sẽ nhiều hơn. Mình tha hồ, mình edit, mình hậu kỳ sau này. Nếu các bạn chuyên nghiệp sử dụng máy tính, sử dụng Premiere, đó, chuyên nghiệp thì nên chọn chế độ màu lock này. Còn chơi màu mè thì mình chọn vivid cho nó tươi. Còn standard thì nó gần giống vivid nhưng màu của nó là màu thật hơn, tức là màu nó vừa phải, nó không có lút, không có tươi lên. Mình thích tươi, mình chọn vivid. Đấy, đây là những cái chức năng của nó khi mà mình sử dụng trên app hoặc là trên máy mình có thể chọn được. Rồi, mình chọn đây thì nó sẽ nhớ luôn. Rồi, photo. Đây, photo, mình có photo này, có interval, đó, để mà chụp time-lapse, đó, khoảng thời gian là bao lâu, bao nhiêu giây thì chụp một tấm. Đó, tỷ lệ khung hình. Đó, tỷ lệ khung hình khi mình chụp time-lapse. Góc nhìn giống như ban nãy. Đó,
file thì ở định dạng nào? Định dạng raw hay là định dạng thường? Night shot dành cho các bạn thích chụp đêm mà không biết chụp như thế nào thì nó có sẽ chế độ sẵn là night shot để chụp ban đêm cho nó đẹp. Starlab, cái này là cái gì mới quá, tôi cũng chưa có biết cái này này. Rồi, photo thì các bạn sẽ có hai chế độ chụp, một là chụp ô tô. Đây, nhìn bên dưới đây sẽ có thấy chữ ô tô này. Đấy. Ô tô Expo hoặc là M. Đấy, điểm thú vị. Cái điểm thú vị chụp chế độ M manual này là cái điều tôi cực kỳ thích thú, mà ngay cả GoPro 8 GoPro 9 cũng chưa có chế độ chụp manual. Chưa có đây chế độ chụp thủ công, chụp tay á, mình set gọi là ISO, tốc độ này nọ không có chỉnh được. Nhưng con này cho mình chụp phơi sáng rất là đẹp. Đó, khi mà mình chụp M thì mình thay đổi được ISO. Đây, ISO. Nó 200, 400, 800, 1600 và tối đa là được 3200. Đó, mình chỉnh ISO. Hoặc là mình chọn shooter. Đó, mình phơi sáng bao nhiêu lâu thì con này phơi sáng có thể lên đến là bao nhiêu? Wow, lên đến 120 giây phơi sáng. Phơi ban đêm, phơi sáng, xe chạy thành từng vệt dài. Đó, ánh đèn xe kéo vệt, đó mình phơi thời gian mình phơi sáng. Mình chỉnh được cái thời gian phơi sáng. Quay ba lăng các kiểu các bạn ha. Đấy, ngoài chế độ M này ra thì mình còn có chế độ gọi là ưu tiên ISO hoặc là ưu tiên tốc độ chụp. Đó, thì cái này tôi không giải thích nhiều. Các bạn nào chuyên về chụp ảnh thì sẽ hiểu là ưu tiên tốc, ưu tiên khẩu là cái gì. Rồi mình quay lại cái phần video. Điều thú vị, cực kỳ thú vị là ở chế độ quay video mình vẫn có chế độ M. Đây, quay pro video có chế độ M. Đấy, quá là hay, quay M này. Đó, quay phim nha, mình sẽ chọn được ISO này, chọn được shooter này. Đó, mình chủ động mình chọn được cái shooter speed, cái tốc độ của chụp của một frame hình trong một cái đoạn video của mình. Đó, shooter này, quay ba lăng thì không nói rồi, shooter ISO này. Những con này nó giống như GoPro, nó không khẩu độ, cho nên là mình không chỉnh được khẩu độ thôi, nhưng mình chỉnh được ISO và shooter speed. Đó, cũng có ưu tiên ISO này, tức là ISO mình cố định, mình không muốn bị nhiễu, mình cố định là 400 hoặc 800. Đó, rồi shooter nó tự động hoặc là shooter. Các bạn nào chuyên về chụp ảnh quay phim biết sử dụng chế độ manual M rồi thì sẽ nhận thấy rằng đây là một điều rất là đáng tiền. Ok, mình quay thử một đoạn raw video các bạn nhé. Raw video tôi để ô tô. Rồi, bấm quay. Hello, chào các bạn. Những hình ảnh các bạn đang xem là tôi quay của con Go 2 và quay chế độ Pro Video. Đó, mình quay thử một đoạn 10 giây để các bạn xem. 10 giây, ok, tôi bấm dừng. Đó, sau khi mà mình bấm dừng xong thì mình sẽ thấy ở đây là vào cái đường vào album. Mình bấm vào album. Album thì nó sẽ như thế này. Đây, ở đây các bạn lưu ý, một là tất cả hình ảnh, tất cả hình ảnh ôn là tất cả, là bao gồm local, tức là hình ảnh và video trên máy điện thoại của bạn và cả trên camera, là lấy thấy luôn cả hai thứ. Còn nếu các bạn chọn camera không thì tất cả những hình ảnh này là nó chỉ nằm trên cái camera thôi, còn local là những cái hình ảnh nằm trên điện thoại. Đây, trên điện thoại các bạn thấy chưa có cái hình nãy giờ mình vừa mới chụp ha. Đó, mình qua camera. Đây đoạn phim, đây chính là đoạn phim mình vừa mới quay thử này. Có chữ Pro này. Đó, mình mở cái Pro video này lên. Đây, mình bấm vào đây là sẽ play. Bấm vào video nó sẽ play. Rồi,
Đoạn video này ở dưới các bạn nhìn thấy từ 0 cho tới 12 giây. Mình có thể vuốt qua vuốt lại như thế này để xem đoạn video và cắt cúp đó hình chiếc kéo. Đấy, đây là chiếc kéo, mình có thể cắt, ví dụ mình cắt từ đoạn này, mình kéo qua tới đoạn này, mình cắt. Như vậy đoạn video mình còn lại là có 5:07 thôi. Đấy, đây là chức năng cắt video. Thì các bạn thấy rằng là ban nãy mình đang quay là 16:9. Bây giờ mình không thích nữa, mình đổi thành 9:16. Đấy, đây là chính là cái khung hình 9:16 luôn. Nhìn thấy cái đèn ở bên trên và cái bàn ở bên dưới. Còn ban nãy đây là không có này, 16:9 này. Và tỷ lệ khung hình vuông đó, nó sẽ rộng hơn và hình vuông. Và cái góc nhìn đây, sau khi quay xong mình vẫn có thể chọn góc nhìn được. Đó, góc wide và góc action, linear. Ban nãy mình chọn trước cũng được, mà bây giờ quay xong rồi chọn sau cũng được. Đó, và chỉnh làm đẹp khuôn mặt. Đó, không có gì này, ô tô để cho sáng mặt mình lên này. Đó, hoặc là chỉnh bằng tay. Đó, chỉnh mặt cho sáng lên. Đây, độ sáng của cái mặt mình đây. Đó, rồi làm cho mắt to hay nhỏ, mắt to hay nhỏ, mũi to hay nhỏ, đó, nó cho mình chỉnh sửa làm đẹp ở đây, nó hoặc là chọn ô tô hoặc là không làm gì. Đấy, ép nhạc vào này, mình có thể chèn nhạc vào, đó, mình chèn những đoạn nhạc vào nếu mình thích, đó, chèn những đoạn nhạc vào, đó, đoạn nhạc. Đó, điều chỉnh cái âm lượng của cái nhạc lớn hay bé tùy theo nhu cầu của mình. Đó, mình bấm ok. Rồi thay đổi tốc độ khá là hay. Đó, tăng lên 4x, 12x, 16x hoặc 2 blap, 32 hoặc 64, mình tua nhanh lên và làm đông. Thay đổi tua nhanh ha. Rồi crop hình ảnh. À, chụp cái phim hình này lại, snapshot, chụp cái khung hình này lại. Rồi filter. Đó, mình có thể chọn những hiệu ứng màu mè. Đó, tự động lút màu cho mình. Đó, tùy theo cái nhu cầu của mình và cái độ áp phê của nó, nhiều hay ít. Vậy là điểm mạnh của nãy giờ mình nói là gì? Mình edit được này, đó, các góc nhìn. Và thậm chí rằng là ví dụ như cái video này các bạn cảm thấy rằng là bên trên hơi thừa, mình có thể dùng ngón tay ấn vào video và kéo lên này. Đấy, kéo lên này, đó là thấy được bên dưới luôn. Đó, bấm play thử, thấy không? Đó, cái video đang chạy nha, mình kéo xuống được. Đấy, hoặc là mình nhìn lên trên một nút chút xíu nữa. Đấy, rất là thú vị khi mà mình gắn cái camera này trên người, trên nón mình quay, mà lỡ nó hơi chỉnh lên cao thấp xuống chút xíu không vừa ý thì mình vẫn còn đất để mà mình kéo lên kéo xuống. Đó, các bạn hình dung rằng là nó quay khung hình vuông mà, và đây mình mới sử dụng khung hình chữ nhật, cho nên bên trên có một đoạn và bên dưới có một đoạn nữa. Đó, trả lại như cũ này. Đó, hoặc là bình thường mình để một cái key ở đây. Đó, rồi sau đó mình tới đây, mình nhấn một cái, rồi mình kéo nó xuống thế này, thì mình sẽ edit được cái video theo kiểu như thế này, trôi từ trên trôi xuống. Đây chỉ là một cái mẹo để chơi thôi. Đó, cho hình nó hơi động một chút, nó hơi động một chút. Đó, nhưng mà thực ra là để chỉnh góc. Đó, hoặc là xoay hình. Đó, ví dụ đây vẫn ống giữ lại này, mình có thể xoay hình này. Đó, xoay hình. Đó, nếu như cái máy mình bị nghiêng, mình có thể chỉnh được cái độ nghiêng của nó này. Mà khi xoay các bạn thấy không, nó không có bị vệt đen. Theo như video bình thường các bạn sẽ không bao giờ xoay được như thế này đâu, tại vì xoay thế này á, nó sẽ không có, gọi là không còn giấy còn đất để mà nó lấp vào, nó sẽ bị đen ở bốn góc. Mà đây thì vẫn ok, tại vì hình của mình hình tròn. Ok, tôi xử lý một cái đoạn xoay, một cái hiệu ứng xoay cho các bạn xem ha. Rồi bấm giữ. Rồi ở đây là như thế này. Rồi qua đoạn cuối, mình bấm giữ.
Rồi mình xoay 360 độ như thế này. Rồi bây giờ mình bấm play. Đấy, 12 giây video mà nó xoay như thế này. Thì tùy theo cái khả năng của các bạn, cái khả năng thẩm mỹ và sáng tạo của các bạn sẽ thiết kế một cái video như thế nào đó cho nó vừa ý với lại cái ý đồ nghệ thuật của mình. Đó, đây là chính là cái lợi điểm của cái khung hình vuông khi mình quay. Đây là bật tắt chống rung này. Còn đây là bật tắt khóa chân trời này. Horizon clock. Đó, là khóa chân trời, tức là máy của mình có bị nghiêng thì nó vẫn chỉnh cho ngay trở lại. Tôi làm một cái ví dụ nhanh cho các bạn xem về cái khóa chân trời nha. Ok, những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay chế độ Pro Video. Nghiêng qua phải, nghiêng qua trái, nghiêng qua phải, nghiêng qua trái. Đó, chế độ Pro Video để các bạn thấy rằng là khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại, mình lỡ bị rung tay hay là cố ý thì mình có thể xử lý được. Rồi bấm dừng. Các bạn thấy cái video có chữ Pro Video mới quay 20 giây này. Mình bấm vào. Hiện tại tôi đã bật có chống rung này, có khóa chân trời này. Rồi các bạn nhìn video ha. Đó. Mình có nghiêng qua nghiêng lại. Nhiều khi mình quay cái gì đó mình lỡ tay mình làm nghiêng á thì nó sẽ khóa chân trời lại như thế này. Còn nếu như mình tắt cái đường horizon clock này đi thì nó sẽ là như thế này. Đây. Đấy, nghiêng. Thì tùy theo nhu cầu của mình có muốn nghiêng hay không nghiêng. Đó, còn nếu khóa lại này thì nó sẽ thẳng luôn. Hoặc là tắt chống rung hết luôn. Đây, mình tắt hết chống rung luôn thì cái video của mình sẽ rất là rung. Đấy, các bạn thấy nó rung lắc không? Này, rung này. Đó, nó rất là rung. Hầu như là khó sử dụng được, nó rung. Bật chống rung lên là nó mượt liền. Sau khi mà mình đã tinh chỉnh hết tất cả mọi thứ này, góc nhìn, rồi cắt đầu đuôi, rồi chọn góc nhìn, rồi chỉnh sửa mặt làm đẹp, áp nhạc, rồi vân vân, mọi thứ chỉnh màu, thì mình sẽ chọn xuất ở đây. Đây là cái nút để mà xuất hình ảnh, xuất video ra. Mình bấm xuất là tự động nó vừa down về và vừa xuất luôn. Đó, tuy nhiên rằng là các bạn sẽ thấy ở đây có cái export, mình nên bấm vào đó để mình chỉnh sửa thông số lại. Mình chọn vào cái hình cái bánh răng. Ở đây các bạn sẽ muốn xuất video theo dạng nào, 1080 hay là 2K rưỡi, và bitrate là để tối đa là 75 hay là 50. Thì thông thường là tôi chọn 2K rưỡi và 50. Và cái frame rate này là 30, tại vì nãy mình quay 30 cho nên bây giờ nó bắt buộc nó là 30. Chứ nếu mình quay 50 thì mình sẽ có hai tùy chọn là 50 và 30. Đó, bitrate này các bạn hiểu rằng là 75 này là chế độ gọi là siêu nét này, tốt nhất này. Và file nó sẽ to. Còn chế độ tốt bình thường thôi, trung bình bình thường thôi là 50. Còn chế độ tiết kiệm là 25. Đó, thì thông thường là tôi chọn là 50 là vừa rồi. 75 thì nó cũng hơi bị nhiều. Rồi mình chọn save. Đó, nó sẽ vừa down cái video từ trong máy quay của mình về điện thoại, vừa xử lý mà tất cả những gì mình vừa làm, cắt đầu đuôi xuôi ngược rồi chỉnh màu rồi vân vân, lồng nhạc các thứ. Các bạn chú ý rằng là ở đây nó có cái nút là color plus này. Nếu mình đánh dấu vào á thì nó sẽ tự động nó lút màu cho mình. Nó tự động nó cân chỉnh màu lại theo ý của nó. Thì nếu các bạn cần mì ăn liền nhanh thì đánh dấu vào đó. Ở bên trong kia mình đừng chỉnh gì hết. Đó, còn nếu mình đã chỉnh bên trong kia rồi thì thôi. Ok, đã download xong. Đó, và đã share và album xong, thành công. Đó, bây giờ mình ra ngoài album. Đó, tôi đang xài Android và album thì mình sẽ thấy được rằng là cái video của mình ở đây. Đấy.
đây là video thành phẩm này. Video thành phẩm này. Đó, đây là dung lượng file và tên file và nơi chứa và kích thước của nó, thời gian 20 giây. Ok, để tôi giới thiệu cho bạn thêm một cái chức năng cực kỳ hay của con này nữa. Đó là edit mà mình có sẽ set ở những cái key rất là chuyên nghiệp. Ok, tôi mở cái video chạy xe máy nha. Đấy. Cái này là video nó còn đang nằm ở trong máy á. Mình bấm giữ. Nó chưa được ngay, mình có thể xích qua xích lại này. Đó, xích qua xích lại một chút để cho nó ngay ngắn với cái xe của mình hơn, hoặc là xích lên xích xuống cho nó vừa. Đấy, các bạn thấy thú vị không? Đó, rồi đi qua tới đoạn này. Nếu cái đoạn này nó không được ngay ngắn lắm thì mình bấm giữ, mình có thể chỉnh lên, chỉnh xuống một ít thôi. Đó, qua trái hoặc qua phải một chút để điều chỉnh. Nếu như cái máy của mình bị xê dịch hoặc là mình muốn thấy thêm cái vấn đề gì đó, đó thì sau khi mình xét như vậy thì nó sẽ có những cái chấm ở đây. Đó, cái chấm hình màu vàng này. Đó, tới đoạn này, ví dụ như đoạn này các bạn thấy nó mất cái kính bên phải, hơi tiếc, thì mình bấm giữ, mình chỉnh qua để mình thấy được cái kính này, kính bên phải này. Đó, kính xe bên phải, hoặc là kéo lên một chút để thấy nắp bình xăng. Đó, đó là cái cách mà để edit video là như vậy đó. Đó, hoặc là bấm giữ này. Đó, và xoay. Đó, đó. Đó, xoay video nếu như nó bị nghiêng. Đó, rất tuyệt vời. Và tất cả những cái chốt này nó tự nhớ lại hết những cái vị trí của mình từ đoạn A tới đoạn B. Ok, vậy là video nãy giờ chắc cũng quá dài rồi. Thật sự là quá dài rồi. Đó, thì các bạn xem có đoạn nào chưa hiểu thì cứ comment ở bên dưới, tôi sẽ trả lời các bạn. Còn nếu các bạn cảm thấy thú vị với lại cái con Go 2 này, con Insta 360 Go 2 này, thì bấm vào phần mô tả của video để đặt hàng cho mình một con. Và nhớ đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.